Chúng ta tiếp tục chương trình trung cấp 3 với bài đó là bài 9. Te Bạn đã nghe về cái ngày kỷ niệm, lễ kỷ niệm tiếng Hàn chưa? Đó chính là ngày 9 tháng 10. Đầu tiên chúng ta sẽ nghe một cái đoạn hội thoại. Và đoạn hội thoại này, hai người này đang nói về cái gì? Và khe chân chân qua hăng cư nan bù sư nan nhỉ mì Và khe chân chân và cái hăng cư nan là những ngày gì? Thì chúng ta tìm hiểu trong cái đoạn hội thoại sau. Đoạn hội thoại Với 10 hồi 그런데 10월에는 공휴일이 참 많네요. 10월엔 기념일들이 많거든요. 21일부터 사흘 동안은 추석 연휴고, 3일은 개천절, 한국이 처음 세워진 날이고, 9일은 한글날이에요. 한글날요? 그날은 어떤 날이에요? 한글날은 세종대왕이 한글을 만든 것을 기념하는 날이에요. 벌써 10월이네요. 그런데 10월에는 공휴일이 참 많네요. 10월엔 기념일들이 많거든요. 21일부터 4일 동안은 추석 연휴고, 3일은 개천절, 한국이 처음 세워진 날이고, 9일은 한글날이에요. 한글날요? 그날은 어떤 날이에요? 한글날은 세종대왕이 한글을 만든 것을 기념하는 날이에요. Thì ở đây chúng ta xem câu hỏi Tu sa ra mân bua se Hai người này đang nói về những ngày lễ trong tháng 10 Khe chân, Khe chân Đó là Đây ạ Là ngày mùng 3 tháng 10 Đây là ngày lập quốc Tức là ngày thành lập ra đất nước Hàn Quốc và Hangulnal Hangulnal là ngày kỷ niệm cái việc vua Sejong tạo ra chữ tiếng Hàn và lấy ngày mùng 10 mùng 9 tháng 10 là ngày kỷ niệm bây giờ chúng ta sẽ vào tìm hiểu những cái ngày lễ trong phần bài học ngày hôm nay nhưng trước tiên chúng ta sẽ xem phần hắc sức mục tiêu mục tiêu của bài học đầu tiên chúng ta ơ là phần từ vựng đó là kinemin là những ngày lễ, ngày kỷ niệm. Muốn bước qua Pyrian Il. N ưn rơn động từ đi với -i -i Nghĩa là dành cho hoặc là để N. Động từ đi với A ơ chi tả là bị hoặc là được. Baraki phần nói một. Kinemine tehe sunmiyaki chúng ta hãy giới thiệu hoặc giải thích về cái ngày kỷ niệm. Tiếp theo, chúng ta có ngữ pháp và biểu hiện số 2. Động từ đi với ư hoặc nờ tê tô phun Động từ đi với nân tê tô phun Danh từ đi với in tê tô phun Ở đây cấu trúc này có nghĩa là mặc dù thực hiện danh từ động từ này nhưng cái gì đó đằng sau tiếp theo n e t h hoặc là n e t h n n đây là về cái n này ví dụ như là nói về bố mẹ hoặc là nghe một đoạn hội thoại về văn hóa thì chúng ta sử dụng cái cấu trúc ngữ pháp này maragi nói hai soka maragi tức là bạn nói về cái cảm nghĩ của mình Tiếp theo, Tukomaragi nghe và nói. mộc Sikmogil Heng sae Thế hắn Ane tức kỳ Chúng ta nghe một cái đoạn hướng dẫn về Cái lễ hội trồng cây Tết trồng cây của Việt Nam mình ạ Nhưng mà đối với Hàn Quốc Người ta lễ hội trồng cây vào cái ngày à, Tí nữa chúng ta học 성년의 날에 대한 대화 듣기. Đây là chúng ta nghe một đoạn hội thoại về cái ngày trưởng thành. sông niên. Ở Hàn, ở Hàn Quốc người ta có ngày trưởng thành. Tiếp theo, chúng ta kinemi de yakihaki. Chúng ta hãy nói về một ngày kỷ niệm nào đó. Tiếp theo, phần ilkosuki. Hangunane thean Sơn Moon Chúng ta đọc một đoạn văn về ngày kỷ niệm tiếng Hàn Quốc. Chúng ta hãy viết một đoạn văn về giới thiệu về cái ngày kỷ niệm của quê hương các bạn. Qua chê phần thực hành Kỷ niệm theo thì chúng ta sẽ làm một cái đại hội hoặc là một cái trò chơi một cái trò chơi đố vui về những cái ngày kỷ niệm Moon Hoa Sanchez Chào mừng y tờ đề in Hoa đây là văn hóa về kỷ niệm những ngày kỷ niệm của giới trẻ tiếp theo Parum Kiêng Hoa Nhi Trăng Năn Cầm và hoa là phát âm căng hóa. Tiếp theo chúng ta sẽ vào phần bài học. Chúng ta tìm hiểu về phần từ vựng. Ở vì đầu tiên là Samil Chol là ngày độc lập kỷ niệm lễ độc lập. Mốc Sinh Mốc Yên là lễ trồng cây, ngày Tết trồng cây. Kuno Chai ngày quốc tế lao động. Ori Nal, Ori là ngày uh, trẻ em, từ ngày kỷ niệm cho trẻ em. Aboinal là ngày bố mẹ, Tết bố mẹ. Tiếp theo, Sư Sư ngày Tết giáo viên đó là ngày nhà giáo Hinh Trung In ngày thương binh liệt sĩ kỷ niệm thương binh liệt sĩ Quang Quốc Trơn là ngày quang phục ở đây chúng ta là ngày Quốc Khánh đấy. ngày Quốc Khánh ngày mà giải phóng ngày độc lập Quang Mục Trơn. Khai Trơn Trơn là ngày thành lập nước. Hangul An là ngày kỷ niệm tiếng Hàn. Và chúng ta đọc lại. Samin Trơn là ngày Sích Mô Gìn. Khân Nôi Nàn, Khân Nôi Chai Nàn. Ơ Rì Nì Nàn. Ơ Bơ Y Nàn. Sư Sư Nghê Nàn. Hên Trung Yên. Quang Mục Trơn chân cho đây là những cái từ vựng mà chúng ta cần phải nhớ trong phần những cái ngày lễ tiếp theo chúng ta có một số từ vựng như là 9 đây là kỷ niệm; tuknipata là độc lập thông in là thống nhất 나라를 là lập thành lập nước 왕이 태어나다 là vua được sinh ra tiếp theo khi nem sĩ ngân là làm cái buổi lễ kỷ niệm phun côn nô là bắn pháo hoa nam vô sim là trồng cây kuka cúc ký rừng là chào cờ Cô chân thalda là chào hoa hoặc uh, cài hoa hèn là duyệt binh diễu hành chúng ta đọc lại khi đêm hàà kỷ niệm thông độc lập thông minh là thống nhất Narayan Seuda thành lập nước Hoang Y Na Tha Y Theo Na vua được sinh ra Hoang là vua Theo Na là được sinh ra Kinem Sikun Hata là tổ chức buổi lễ kỷ niệm Phun Kun Nori Run là bắn pháo hoa Nam Run trồng cây Kukirun Thanda treo cờ Kuchun Thanda treo hoa hoặc là cài hoa hang trên nên hà tà, diễu hành hoặc là duyệt binh chúng ta sang phần tiếp theo tiếp theo chúng ta sẽ sang phần uh, ngữ pháp số 1 trong phần bài này đó là n un run -e động từ đi với ki vso -e cái này ngữ pháp này có nghĩa là uh, dành cho cái danh từ này hoặc là để thực hiện được động từ này thì chúng ta chi tiết chúng ta sẽ xem phần ngữ pháp bài số chín hàng gần đây thế thưa bác chúng ta sang phần ngữ pháp số 1 đó là n urun dành cho n hoặc là động từ đi với ki để thực hiện được cái động từ này sử dụng để đưa ra mục đích của hành động kết hợp với danh từ và động từ. Khi so sánh với Udiego, thì ngữ pháp trên vì là văn viết nên cái việc sử dụng trong tình huống mang tính chất chính thức hoặc trong đoạn văn thì sẽ thích hợp hơn. Tính từ thông thường sử dụng là cơn căng hage sanki vie, hage ha sanki hoặc việc sử dụng là cơn vì emú vì hè. em 행복은 vì hè. thì mang lại cảm giác tự nhiên hơn đây là cái ngữ pháp n ơn V hoặc là động từ đi với khi tức là dành cho anh n hoặc là để n chúng ta sẽ xem phần ví dụ để chúng ta hiểu rõ hơn

Uh, dạo này thì dành cho sức khỏe của bố mẹ nên những cái sản phẩm nên mọi người đã mua nhiều cái sản phẩm dành thực phẩm chức năng cơn càng cơn càng nguyên vieso thì dành cơn càng nguyên vieso chúng ta nghe 어버이날 선물을 사려고 하는데요 이 홍삼 제품은 어떠세요? 요즘 부모님의 건강을 위해서 건강식품 선물을 많이 하세요. 정당해라. 어버이날 선물을 사려고 하는데요. 이 홍삼 제품은 어떠세요? 요즘 부모님의 건강을 위해서 건강식품 선물을 많이 하세요. chúng ta tìm hiểu một thêm một số ví dụ như là cơn gan ngân vì he yon simi <laughs> un tong eo tôi tập thể thao để có sức khỏe tốt kuni nen nara ru vi he sau sửu cái quân đội thì đã vì đất nước và à, chiến đấu xe hoan vi rơn xe hoan vi rơn polki vi he arubai thứ rơn heo à, đi làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt. Tokame kulichi anki wieso yebang chusarun Tôi đã tiêm cái uh, tiêm cái thuốc tiêm vaccine, tiêm thuốc vaccine, tiêm thuốc để phòng ngừa uh, phòng ngừa cái việc là để cho không bị cảm độc phòng ngừa cái việc cảm độc thì là cơn căng thì vi e rồi cơn căng hơn vi nara rất là vi e rồi polta là động từ thì polki vi e Ăn anda là Nhưng trước nó là pol kalita uh, ta. thì là kalki vi e rồi kalichi an ki vi e rồi kalichi an ki vi e rồi chúng ta sẽ sang ngữ pháp số 2. số hạng ngữ pháp số 2 trong bài này đó là ao chita đi với động từ ngày trước chúng ta đã học là ao chita đi với tính từ để trở nên trở thành còn ở đây ao chita đi với động từ thì là được hoặc là bị nếu những vấn đề tốt cho bản thân người nghe hoặc là tốt cho bản thân cái người mà chủ thể thì là được còn nếu mà gây hại hoặc là gây tổn hại cho uh, chủ thể thì là uh, Chúng ta xem giải thích phần ngữ pháp này chi tiết hơn. Động từ chi chita bị hoặc được hành động này được gắn vào gốc động từ hành động để thể hiện hành vi nào đó tự động xảy ra hoặc nhận ảnh hưởng của cái khác để đạt được hoặc trở thành trạng thái như thế. So sánh động từ chi chita và tính từ chi chita ở bài 15 của chương trình cấp 2 từ 15 ở 2B. Thì động từ đi ở chi là biểu hiện sự bị động, tức là bị hoặc được. Còn tính từ thì biểu hiện sự bị động đưa ra sự thay đổi, tốt hơn hoặc là xấu đi. Tiếp theo, chúng ta sẽ quay trở lại bài. Ở đây ạ, O ô, O ô, ô, 공휴일이네요. 무슨 날이에요? Ngày mùng 5 tháng 5 là ngày nghỉ lễ. Vậy nó là ngày gì nhỉ? 어린이날이에요. Là ngày Tết thiếu nhi. 어리 위해 만들어진 있죠. Là ngày Tết thiếu nhi. Ngày mà dành ngày mà làm

5월 5일이 공휴일이네요. 무슨 날이에요? 어린이 날이에요. 어린이를 위해 만들어진 날이죠. 중리샘샘모습 위조 올해 태풍 때문에 건물이 심하게 흔들리고 창문도 깨졌어요. 깨지다. 깨졌어요. 아, vì gió bão, vì bão nên uh, cơn đi xin mà cái hơn từ Vì bão nên tòa nhà rung lắc mạnh và đã vỡ mất cửa kính, vỡ mất cái cửa cửa sổ trong môn. 잘못했다고 사과하는 친구의 말에 hà 진심이 chinh 느껴졌다 느껴졌다 Xin chin chất tà nực đã cảm nhận được cái sự thành thật ở trong cái lời nói của người bạn mà đã gây ra trong cái lời nói xin lỗi của người bạn mà đã gây ra lỗi lầm 극장의 불이 꺼지고, 영화가 시작되었다. cất chắc ở trong dạp tắt được tắt, được, tắt được tắt đi thì phim bắt đầu cứ thành cất 내 동생은 아직 tùng xêng anh ấy 이제부터 puto 시작이다. Si si Nen. Nen sengen. Hachi. Amu koto chung echin ke opta. Ichi Cuộc đời của tôi chưa bắt đầu. Cuộc đời của tôi chưa bắt đầu. Chọn cái gì cả. Chưa chọn cái gì cả. Bây giờ. Bắt đầu thì chúng ta xem thêm cái phần ngữ pháp này và chúng ta sử dụng a chi ta cho nhân nhuyễn đối với động từ thì là bị hoặc được còn đối với danh đối với tính từ thì chúng ta là trở nên hoặc trở thành và chúng ta xem cái phần so sánh đã xem do so sánh rồi bây giờ chúng ta sang phần tiếp theo đó là phần baraki hill đầu tiên chúng ta sẽ không nhìn phần chữ và chúng ta

기념식도 하고 집집마다 국기를 달아요. 그리고 오전 10시에 1분 동안 묵념을 해요. 우리나라에도 비슷한 기념일이 있어요. 그래요? 몇월 며칠이에요? 4월 25일인데, 그날 군인들이 거리에서 행진을 해요. <놀람> 모레가 벌써 6월 6일이네요. 빨간색으로 표시된 걸 보니 공휴일인가봐요. 무슨 특별한 날이에요? 현충일이에요. 나라를 위해 싸우다가 돌아가신 분들을 기억하기 위해 만들어진 날이지요. 그렇군요. 한국에서는 현충일을 어떻게 기념해요? 기념식도 하고 집집마다 국기를 달아요. 그리고 오전 10시에 1분 동안 묵념을 해요. 우리나라에도 비슷한 기념일이 있어요. 그래요? 몇월 며칠이에요? 4월 25일인데 그날 군인들이 거리에서 행진을 해요. 그리고 오늘 내용을 볼게요. Morega, 벌써 6월 6일이네요. ngày kia đã là ngày mùng 6 tháng 6 rồi. Bao can xe gro twin si pony công hiu in in vì là được đánh dấu là màu bằng màu đỏ, pan là màu đỏ, euro bằng màu đỏ, POC là đánh dấu, tuyên cơ, tuyên cơn đã được đánh dấu bằng màu, màu đỏ, pony à, nhìn rồi thấy không huyin, à, có lẽ là có lẽ có lẽ là ngày nghỉ, sưng thức han

kỷ niệm để kỷ niệm cho nên đã làm ra cái ngày này đã, chúng ta có thể dịch xuôi hơn đó là là cái ngày mà um, dành cho đã được tạo ra để dành cho những người anh hùng đã ngã xuống vì đã chiến tranh đã chiến đấu cho tổ quốc cross của nhỏ thì ra là vậy Hàn Quốc ấy sao? trung in ở thực kê kỷ niệm ở Hàn Quốc thì kỷ niệm cái ngày à, thương binh liệt sĩ như thế nào? Kimchi tô à, chúng tôi cũng làm một cái buổi lễ kỷ niệm. Chip chip mata, chip chip mata là mỗi ở mỗi nhà. cookie run đơn ở mỗi nhà thì treo cờ.

우리나라에도 비슷한 기념일이 있어요 Ở đất nước chúng tôi cũng có những ngày kỷ niệm tương đồng, cũng có ngày kỷ niệm tương đồng. Đó là ngày Thương binh liệt sĩ. Kudeo Pirduan Pirdiyeo là ngày mấy tháng mấy. 4월 25일인데 그날 군인들이 군인들이 거리에서 헹진 Và ở ngày đó thì và vào ngày đó. 군대 모레가 벌써 6월 6일이네요 빨간색으로 표시된 걸 보니 공휴일인가 봐요 무슨 특별한 날이에요? 현충일이에요 나라를 위해 싸우다가 돌아가신 분들을 기억하기 위해 만들어진 날이지요. 그렇군요. 한국에서는 현충일을 어떻게 기념해요? 기념식도 하고 집집마다 국기를 달아요. 그리고 오전 10시에 1분 동안 묵념을 해요. 우리나라에도 비슷한 기념일이 있어요. 그래요? 몇월 며칠이에요? 4월 25일인데, 그날 군인들이 거리에서 행진을 해요. Đây là phần uh, nói một. Chúng ta tiếp tục xem phần luyện tập bên dưới, chúng ta có thêm một số tình huống khác. Ví dụ ngày mùng 3 tháng 10. Đây là Kejunchul. Kejunchul là ngày gì? Là ngày Urinara Jeum Seunun. Seogochin Nal đó là ngày tạo dựng đất nước kỷ niệm hà ta ngày kỷ niệm thành lập nước yêu kỳ cho kỳ so chúc chê ha chúc chúc ha ra ta tức là ở mọi nơi đều có cái lễ hội à, chúc mừng ở đất nước của bạn này thì lại ngày thành lập nước đó là ngày 26 tháng 1 곳에서 곳곳에서 파티를 하면서 축제는 즐기다. 또 là ở mọi nơi đều có vừa có tiệc và vừa có rất là rất là nhiều lễ hội vui vẻ. n g 15 tháng a t r ô tức là 우리나라가 독립 한 날,는 기념한 기념. Hà ta, kỷ niệm cái ngày mà đã độc lập, thống nhất, độc lập, thì là 시민들이 거리 행진은 하다. 시민들이 거리 행진은 하다. Có nghĩa là các công dân thì xuống đường để diễu hành. Uh, ở đất nước bạn khác thì Civil là ngày 28 tháng 12 thì thức biên hành xa nên Anda tức là ở cái ngày đó thì không làm những cái lễ hội đặc biệt và chúng ta sang phần tiếp theo chúng ta sang phần ngữ pháp Vunvapi ngữ pháp số 2 Đầu tiên trong phần này chúng ta có số 1 đó là tính từ đi với n te to bunku hago động từ đi với tô to bunku danh từ đi với in te to bunku hago. Cái đây có nghĩa là cho dù làm gì cũng chúng ta xem chi tiết Ở đây chúng ta có các cấu trúc ngữ pháp này và nghĩa của nó mặc dù làm cái tính từ hay động từ hay danh từ này nhưng cái gì đó tức là đằng sau nó là một vế phủ định của vế đằng trước. Đây là biểu hiện sử dụng khi nhấn mạnh sự việc kết quả theo uh, sau của tình huống ở vế trước khác với dự định, dự tính là dạng nhấn mạnh của động từ đi với nên thế giống với ad ớt nên tê tô nhưng kết hợp với động từ pun qua cô nên tình huống thường không tốt nhưng nhấn mạnh việc bị giới hạn vào điều đó thường là sử dụng cho trường hợp là phủ định theo với trước đây là ngữ pháp này mặc dù nhưng ở à đây pika onende 분구하고 근직기 대회에 참석해주신 여러분께 진심으로 감사드립니다. 비가 오는데도 분구하고 근직기 대회 이렇게 비에 마 이렇게 참사 진심으로 감사드립니다. 도非常感恩 tôi thành thực cảm ơn các bạn đã đến tham dự cái đại hội kinh đại hội viết uh, chữ tiếng hàn này tuy trời mưa nhưng tôi rất cảm ơn ô ta thì là ô nên ở đây chúng ta có xem thêm một số ví dụ Papu xin tế đô, phun và pư là các vị và cho dù rất là bận rộn chơi <laughs> kiên hôn suy kế hoa chu sơ chống man cặp sai mình ta cho hi là chúng tôi khi mà chúng ta nói nói lịch sự của cái chữ uri thì là chơi <laughs> hi kiên hôn suy kế hoa chu sơ gió chống man cặp sai mình ta tuy rất là bận rộn nhưng uh, cho dù rất là bận rộn nhưng uh, 여러분 결혼식에 정말 감사니다 눈이 내리는 때도 불구하고 많은 사람들이 연주 회장 연주 회장은 찾아왔습니다. Cái này có nghĩa là uh, cho dù là tuyết rơi rất là nhiều tuyết rơi nhiều nhưng mà cũng có rất nhiều bạn đã tìm đến cái uh, buổi trình diễn của chúng tôi chu uh, si tem chuin in tế do không Han đi đà vì thời tiết lạnh cho dù là ngày nghỉ đi chăng nữa muốn ấy không còn là công viên ăn dânà là thưa thớt vắng người vì trời lạnh cho nên là uh, cho dù là ngày nghỉ đi chăng nữa thì công viên cũng vẫn rất là vắng người nhạc số cần Hanxina nên tế full của cô cho dù uh, amuto cho dù là cái thời gian hẹn quá một tiếng rồi nhưng mà cũng chẳng có ai đến đây là chúng ta là gì ạ? cấu trúc ngữ pháp này đó là mặc dù nhưng mặc dù thời gian hẹn đã quá một tiếng rồi nhưng mà cũng chẳng có ai thấy đến 적당해요, <목소리> 얼마나요? 비가 오는데도 불구하고 글짓기 대회에 참석해주신 여러분께 진심으로 감사드립니다. <목소리> 비가 오는데도 불구하고 글짓기 대회에 참석해주신 여러분께 진심으로 감사드립니다. Tiếp theo chúng ta sang phần ngữ pháp số 2 trong phần này. Ngữ pháp số 2 đó là n e t h n t n Đây t tức là về cái n này. Chúng ta xem chi tiết thêm phần ngữ pháp. n t hoặc n e t n n tức là về cái n. Ví dụ như là ở cái cấu trúc này có thể là uh, ví dụ như mun hoai tê hắn mun hắn hoa uh, tức là một đoạn hội thoại về văn hóa là biểu hiện sử dụng để nói đến một nội dung có liên quan ở phía trước thì đối với ngữ pháp này thì chúng ta xem chi tiết để hiểu thêm ở trong phần ví dụ ví dụ như là vua xe tê số sư 고해요. 저는 한국 친구에 대한 글을 글을 써 해요. bạn định bạn sẽ viết về cái gì? 저는 한국 친구에 대한 글써 보려고 해요. Tôi định viết một đoạn văn về người bạn Hàn Quốc. 제 무엇에 무엇과 에 대해 친구 글, 이대한 친구에 대한 글. 정당해. 무엇에 대해서 쓸 거예요? 저는 한국 친구에 대한 글을 써보려고 해요. 무엇에 대해서 쓸 거예요? 저는 한국 친구에 대한 글을 써보려고 해요. 다음가지번보겠습 한국 친구가 세종태황의 대해해 줬어요. 의명해추의 친구가 세

là à, trước khi đi du lịch thì các bạn tìm hiểu thông tin về cái địa điểm du lịch ở đâu Hàn Quốc sai bạn hãy giới thiệu cho tôi để tìm hiểu về lịch sử Hàn Quốc thì có cái sách nào hay thì bạn giới thiệu cho tôi đây là các cách để chúng ta chia dương hoa ít đối với miếng xa danh từ hoa ít hệ số xây dựng thẻ hoang ít tè số chi ít tè hàn chồng xa xa Thì chúng ta đã tìm hiểu bốn ngữ pháp của phần bài này. Chúng ta vào phần Baraki E. Baraki E này, chúng ta đây là một bài phát biểu. Trước tiên chúng ta hãy nghe bài phát biểu này. Hello, 비가 오는데도 불구하고 한글날 기념 글짓기 대회에 참석해 주셔서 감사합니다. 오늘의 주제는 나의 한국 생활이었습니다. 수상자는 한국에서 만난 친구들에 대해서 쓴 응웬 희엔 씨입니다. 희엔 히엔시 씨 축하합니다. 수상 소감을 말씀해 주시겠습니까? 먼저, 바쁜데도 불구하고 응원하러 와준 친구들에게 고맙다고 말하고 싶습니다. 처음 한국에 왔을 때 한국말을 못해서 많이 힘들었습니다. 한국 문화를 몰라서 실수도 많이 했습니다. 그때 친구들의 위로와 격려가 저에게 큰 힘이 되었습니다. 그리고 제가 한국어로 글을 쓸수 있게 도와주신 선생님께도 진심으로 감사드립니다. 마지막으로 저보다 한국어를 잘하는 친구들이 많아서 상을 받을 줄 몰랐는데 이렇게 좋은 상을 주셔서 정말 감사합니다. 앞으로도 열심히 노력하겠습니다. 중간 새삼 적대없던 거부한 정권 만화. 여러분 안녕하십니까? 비가 오는데도 불포하고 한글날 기념 Chăm sóc hết 대회를 참석해 주셔서 감사합니다. 또 rất à, uh, tuy hôm nay trời mưa nhưng uh, các bạn đã tham dự cái buổi uh, làm văn kỷ niệm về ngày tiếng Hàn Hangul uh, à, vì vì đến tham dự cái ngày này thì tôi, tôi rất là cảm ơn. 오늘의 주제는 나의 한국 생활이었습니다. À, hôm chủ đề ngày hôm nay đó là à, sinh hoạt Hàn Quốc của tôi. Xu sang cho nên cái người à, được nhận thưởng. Hàn Quốc kể sơ màn ăn chim gu từ đây kể Sơn Nguyễn Hiền Cái người nhận thưởng hôm nay là Nguyễn Hiền, là bạn Nguyễn Hiền và người đã viết về những người bạn đã gặp ở Hàn Quốc. Hiền si chúc cao mida à, chúc mừng hiền. Su sang cảm giác, su sang su so cảm ơn bạn hề bạn xem hề chú chỉ kết sự gì cả. Bạn có phát biểu bạn hãy phát biểu cảm nghĩ à, nhận thưởng của mình nhé. Hiền. 먼저 바쁜데도 불구하고 응원하러 và cho xin chính cụ từ lệ ghế của Ngọc Tàu cô cho dù rất là bận rộn và hôm nay các bạn à, tôi rất là cảm ơn các bạn đã à, gửi lời cảm ơn đến các bạn đã đến đây là cầu vũ cho tôi trường Hàn Quốc và xin Hàn Quốc một thề sơ mà đi lúc đầu đến Hàn Quốc bởi vì đã không biết tiếng Hàn nhiều nên tôi đã rất là vất vả Hàn Quốc muốn hòa lớn một là sơ xin xúi tôi mà đi hết sumida về cái việc văn hóa Hàn Quốc cũng không biết nên đã xảy ra nhất là rất là nhiều cái sự hiểu lầm rất là nhiều cái lỗi các bạn chia sẻ với tôi 격려가 저에게 큰 힘이 되었습니다. Khi đó thì các bạn đã có những sự an ủi và khích lệ để tạo lên tạo nên cái sức mạnh lớn cho tôi. 그리고 제가 한국어로 그런 선수 있게 도와준 도와주신 선생님께 진심으로 감사합니다. 감사드립니다. Tôi rất cảm ơn đến thầy giáo đã giúp đỡ tôi cho cái việc có thể viết văn bằng tiếng Hàn. Văn chí mắc đồ. Cuối cùng, cho bố ta hàn quốc gỡ rơ chả hà nâng chinh cú tư đi bán nà sơ, sáng ngân bà tân chôn mù lạ nền đê. Yết kê chô hôn sáng ngân, chú sơ sơ chào mạng cảm xa mình Cuối cùng là tôi rất là cảm ơn. Tôi, cuối cùng là tuy là có rất là nhiều các bạn khác À, tuy là có rất nhiều người bạn khác giỏi tiếng hàn à, và tôi cũng không biết là tôi um, có được nhận giải thưởng hay không à, bây giờ tôi đã được nhận giải thưởng như thế này giải thưởng tốt như thế này tôi thực sự là cảm ơn từ giờ về sau tôi sẽ nỗ lực hơn 자, 여러분 안녕하십니까? 비가 오는데도 불구하고 한글날 기념 글짓기 대회에 참석해 주셔서 감사합니다. 오늘의 주제는 나의 한국 생활이었습니다. 수상자는 한국에서 만난 친구들에 대해서 쓴 응웬 히엔씨입니다 희엔 씨 축하합니다. 수상 소감을 말씀해 주시겠습니까? 여러분 안녕하십니까? 비가 오는데도 불구하고 한글날 기념 글짓기 대회에 참석해 주셔서 감사합니다. 오늘의 주제는 나의 한국 생활이었습니다. 수상자는 한국에서 만난 친구들에 대해서 쓴 응웬 희엔 씨입니다. 희엔 씨 축하합니다. 수상 소감을 말씀해 주시겠습니까? 먼저, 바쁜데도 불구하고 응원하러 와준 친구들에게 고맙다고 말하고 싶습니다. 처음 한국에 왔을 때 한국말을 못해서 많이 힘들었습니다. 한국 문화를 몰라서 실수도 많이 했습니다. 그때 친구들의 위로와 격려가 저에게 큰 힘이 되었습니다. 그리고 제가 한국어로 글을 쓸수 있게 도와주신 선생님께도 진심으로 감사드립니다. 마지막으로 저보다 한국어를 잘하는 친구들이 많아서 상을 받을 줄 몰랐는데 이렇게 좋은 상을 주셔서 정말 감사합니다. 앞으로도 열심히 노력하겠습니다. 먼저, 바쁜데도 불구하고 응원하러 와준 친구들에게 고맙다고 말하고 싶습니다. 처음 한국에 왔을 때 한국말을 못해서 많이 힘들었습니다. 한국 문화를 몰라서 실수도 많이 했습니다. 그때 친구들의 위로와 격려가 저에게 큰 힘이 되었습니다. 그리고 제가 한국어로 글을 쓸수 있게 도와주신 선생님께도 진심으로 감사드립니다. 마지막으로 저보다 한국어를 잘하는 친구들이 많아서 상을 받을 줄 몰랐는데 이렇게 좋은 상을 주셔서 정말 감사합니다. 앞으로도 열심히 노력하겠습니다. 다 여러분 안녕하십니까? 비가 오는데도 불구하고 한글날 기념 글짓기 대회에 참석해주셔서 감사합니다. 오늘의 주제는 나의 한국 생활이었습니다. 수상자는 한국에서 만난 친구들에 대해서 쓴 응웬 희엔 씨입니다. 희엔 히엔시 씨 축하합니다. 수상 소감을 말씀해 주시겠습니까? 먼저, 바쁜데도 불구하고 응원하러 와준 친구들에게 고맙다고 말하고 싶습니다. 처음 한국에 왔을 때 한국말을 못해서 많이 힘들었습니다. 한국 문화를 몰라서 실수도 많이 했습니다. 그때 친구들의 위로와 격려가 저에게 큰 힘이 되었습니다. 그리고 제가 한국어로 글을 쓸수 있게 도와주신 선생님께도 진심으로 감사드립니다. 마지막으로 저보다 한국어를 잘하는 친구들이 많아서 상을 받을 줄 몰랐는데

và bạn ấy viết về cái bài gì? Đó là Hanguk Ra Drama. Là bộ phim truyền hình về lịch sử Hàn Quốc. Và khi mà bạn ấy chưa khi mà bạn ấy mới sang thì cái khó khăn của bạn là gì? 혼자 생활하는 것이 cả Thì bạn ấy lúc đầu mà mới sang thì phải sống một mình cho nên đây là cái việc bạn phải sống một mình lần đầu tiên cho nên là hơi khó khăn. thì ngoài ra chúng ta còn có một số cái phát biểu như là phát biểu ở uh, buổi hang gần kỷ niệm một cái buổi phỏng vấn một cái buổi phát biểu khi lễ tốt nghiệp hoặc là uh, Sông niên Buim, một cái buổi mà uh, hội nghị khác thì chúng ta có thể là viết sẵn những bài này để chúng ta phát biểu

자연을 사랑하는 시민 여러분, 이번 주 토요일은 식목일입니다. 서울시에서는 이번 식목일을 맞아 도시를 아름답게 만들기 위한 행사를 하려고 합니다. 먼저 식목일 아침에는 자연을 사랑하는 모임의 회원들이 모여서 나무 500그루를 산에 심을 예정입니다. 그리고 이후 한달 동안 집과 직장에서 이 행사를 계속 하려고 합니다. 시민 여러분들의 도움이 필요합니다. 4월 5일부터 5월 5일까지 오전 10시에 시청공원으로 나오시면 나무를 무료로 나누어 드립니다. 나무를 받아가서 학교와 직장에 심고 아름다운 서울시를 함께 만들어 갑시다. 감사합니다. 잘 듣고 질문에 답하세요. 안녕하세요. 자연을 사랑하는 시민 여러분. 이번 주 토요일은 식목일입니다. 서울시에서는 이번 식목일을 맞아 도시를 아름답게 만들기 위한 행사를 하려고 합니다. 먼저 식목일 아침에는 자연을 사랑하는 모임의 회원들이 모여서 나무 500그루를 산에 심을 예정입니다. 그리고 이후 한달 동안 집과 직장에서 이 행사를 계속하려고 합니다. 시민 여러분들의 도움이 필요합니다. 4월 5일부터 5월 5일까지 오전 10시에 시청공원으로 나오시면 나무를 무료로 나누어 드립니다. 나무를 받아가서 학교와 직장에 심고 아름다운 서울시를 함께 만들어 갑시다. 감사합니다. chúng ta sang phần thư kỳ ở đây chúng ta sẽ xem người ta hỏi cái gì đầu tiên là chán dứt cô chim bồ đề tập hát sinh nhật này là muốn kỷ niệm kỷ niệm hai là cái ngày mà thanh thiếu niên ngày kỷ niệm trưởng thành thì nó là ngày gì 20 tuổi Disciple J sáng là sinh nhật lần thứ hai mươi Thứ hai là 어른이 된것 tức là trở thành người lớn 고등학교를 졸업한 것 là đây là ngày đây là ngày kỷ niệm lấy tốt nghiệp 성인이 돼야 할수 있는 일이 아닌 것은 tức là cái những cái việc không phải là ngày mà có thể uh, phải làm. Thành niên để tự ở nhà hanh su ít nên nhịp anh yên cơ Phong yên là người lớn. Thì để trở thành người lớn thì cái việc gì không là những việc trong này. Thì những uh, việc như là To fill, kết hôn, Khi mà làm lễ trưởng thành xong thì có thể được bỏ phiếu hoặc là được kết hôn. Và cái việc là arubaitu là làm thêm. Làm thêm này không phải là chỉ có người lớn, người trưởng thành mới làm được tiếp theo thứ đơn này hôm qua mát chị ả hãy chọn uh, cái không đúng với nội dung của đoạn văn số một là hăng cúc sông sơ sơn nhân ở hàn quốc thì cái việc mà làm lễ trưởng thành này rất là lớn in bun này sơ nên ở nhật bản sư mu sa đi thuế miên sơ bà xin suy ta ở Nhật Bản thì nếu mà đủ 20 tuổi thì sẽ được uống rượu. Hàn Quốc ấy thì trong ngày lễ này ấy trang mi và hăng sử luôn xem bố làm mua hẳn đó là vào cái ngày ở Hàn Quốc thì vào cái ngày lễ trưởng thành thì có thể tặng hoa và uh, nước hoa, tặng hoa hồng hoặc là nước hoa. Để chúng ta sẽ nghe đoạn văn này. 잘 듣고 질문에 답하세요. 오늘이 성년의 날이라고 하던데, 성년의 날이 뭐예요? 성년의 날이요? 어른이 된걸 축하하기 위해 만들어진 날이에요. 아, 일본에서는 성인의 날이라고 하는데, 그날 아주 큰 행사를 해요. 한국은 어때요? 한국에서는 성년의 날 행사를 크게 하지 않아요. 일본에서는 어떤 행사를 하는데요? 보통은 전통 옷을 입고 기념사진을 찍어요. 그리고 성인이 된 사람을 위해서 좋은 선물도 준비해야 돼요. 한국에서도 요즘 젊은 사람들 사이에서는 향수와 장미 스무 송이를 선물하는 게 유행이래요. 참, 한국에서는 성인이 되면 뭘할수 있어요? 스무 살이 되면 부모님의 허락 없이 결혼을 할수 있고 휴대폰이나 신용카드를 만들 수 있어요. 그리고, 술을 마셔도 되고 투표도 할수 있어요. 그건 일본하고 비슷하네요. 일본에서도 스무 살이 되면 술을 마시고 담배를 피울 수 있어요. 잘 듣고 질문에 답하세요. 오늘이 성년의 날이라고 하던데, 성년의 날이 뭐예요? 성년의 날이요? 어른이 된걸 축하하기 위해 만들어진 날이에요. 아, 일본에서는 성인의 날이라고 하는데, 그날 아주 큰 행사를 해요. 한국은 어때요? 한국에서는 성년의 날 행사를 크게 하지 않아요. 일본에서는 어떤 행사를 하는데요? 보통은 전통 옷을 입고 기념사진을 찍어요. 그리고 성인이 된 사람을 위해서 좋은 선물도 준비해야 돼요. 한국에서도 요즘 젊은 사람들 사이에서는 향수와 장미 스무 송이를 선물하는 게 유행이래요. 참, 한국에서는 성인이 되면 뭘할수 있어요? 스무 살이 되면 부모님의 허락 없이 결혼을 할수 있고 휴대폰이나 신용카드를 만들 수 있어요. 그리고 술을 마셔도 되고 투표도 할수 있어요. 그건 일본하고 비슷하네요. 일본에서도 스무 살이 되면 술을 마시고 담배를 피울 수 있어요. 잘 듣고 질문에 답하세요. 오늘이 성년의 날이라고 하던데, 성년의 날이 뭐예요? 성년의 날이요? 어른이 된걸 축하하기 위해 만들어진 날이에요. 아, 일본에서는 성인의 날이라고 하는데, 그날 아주 큰 행사를 해요. 한국은 어때요? 한국에서는 성년의 날 행사를 크게 하지 않아요. 일본에서는 어떤 행사를 하는데요? 보통은 전통 옷을 입고 기념사진을 찍어요. 그리고 성인이 된 사람을 위해서 좋은 선물도 준비해야 돼요. 한국에서도 요즘 젊은 사람들 사이에서는 향수와 장미 스무 송이를 선물하는 게 유행이래요. 참, 한국에서는 성인이 되면 뭘할수 있어요? 스무 살이 되면 부모님의 허락 없이 결혼을 할수 있고 휴대폰이나 신용카드를 만들 수 있어요. 그리고 술을 마셔도 되고 투표도 할수 있어요. 그건 일본하고 비슷하네요.

여러분은 고향에서 사용하는 근자 무엇입니까? 언제부터 그 근자를 쓰기 시작했습니까? ở nước các bạn thì dùng loại à, chữ nào, chữ viết nào? 언제부터 그 근자를 쓰기 시작했습니까? và c chữ đó bắt đầu từ khi nào? bắt đầu được sử dụng từ khi nào? thì chúng ta hãy tìm hiểu xem một số cái loại chữ viết đầu tiên là Chris Munja tiếp theo là Indo Munja đây là đây chữ của Ấn Độ Hanja chữ Trung Quốc chữ Hán Arabia Arabia Munja đây là chữ Ả Rập Kilin Munja

được sáng tạo ra, được làm ra thì người Hàn Quốc đã sử dụng trong một thời gian dài cái chữ Hán. 근데 한자는 글자 수도 많고 배우기 어렵 어려워서 보통 사람들은 읽고 순수가 없었다. Thế nhưng mà cái chữ Hán ý thì là cái số lượng chữ rất là nhiều và cái việc học rất là khó nên thường là những người chủ yếu là đọc được nhưng mà không viết được. Cây dùng 만들어야겠다고 생각했다. Và vì như vậy cho nên là Uh, vua Sê Trông, đại vương Sê Trông, vua Sê Trông đã uh, suy nghĩ là phải làm ra một cái bộ chữ mà có thể sử dụng, mà có thể sử dụng uh, để học một cách dễ dàng cho mọi người. Corona thế nhưng Hanja Munhaga Trung Yo Han Trung Yo Hatago Sengak Hanen 여러 학자들이 새 근자 만드는, 만드는 일에 대해 반대했다. Thế nhưng mà cái việc hàn uh, cha môn cái việc văn hóa uh, hán tự rất là quan trọng. Cái việc, uh, những người mà học giả, rất là đông học giả suy nghĩ, có suy nghĩ quan trọng là cái văn hóa tiếng Hán rất là quan trọng cho nên là về cái việc mà tạo ra bộ chữ mới thì phản đối đã phản đối cư hắc cha tư lê sim han phản tô sim han tô hà gô xây dựng tê hoang xe kinh cha mạnh tư nâng đến phô hát À, cho dù là những học giả đó có sự phản đối mạnh mẽ nhưng mà vua xê vẫn không từ bỏ việc tạo ra bộ chữ tiếng hàn mới bộ chữ mới năm 1446 nghìn bốn trăm bốn mươi sáu chân sa biếc sa yuk, yuk niên né, chân hân gần tuyệt tê, nên hôn nguyên trường âm ý cô 불렀다. Và vào năm 1446, thì lần đầu tiên bộ chữ tiếng Hàn thì được đưa ra. Khi đó, thì được gọi là Hunmin âm tức là huấn dân trinh âm. Hunmin Cheongum 보통 bộ thông 가르치는 바른 từ lê kê ca Cái huấn dân trinh âm ấy là có nghĩa là giảng dạy cái âm và đến sorry cái âm à, một cách nhanh nhất cho mọi người Kurana Hàn Quốc này mang trở chín phu, Hàn Quốc nên ở trên 아이나 여자들을 위한 근자라고 생각해서 쓰지 않는 사람이 Vì như thế cho nên là Corona à, thế nhưng sau khi mà cái bộ Hangul được tạo ra thì mọi người lại nghĩ rằng cái việc tạo ra cái chữ này chỉ dành cho phụ nữ và trẻ em, cho nên số lượng người học không nhiều. 하지만, Sayung Hanan Saram 한글을 사용하는 사람들이 점점 많아졌다. Thế nhưng, cái việc sử dụng dễ dàng và thuận tiện thì do việc là sử dụng dễ dàng và thuận tiện cho nên là những cái người sử dụng cái tiếng Hàn ấy thì ngày ngày dần dần tăng lên. Sư vốn kê chà ưm rô xe sáng ấy khơi <laughs> mô tân sổ rì phiêu hình hàn sù y nâng hàng gần y chê hàn quốc sà ràm tư rân hàn quốc sà ràm tư rì khá chàng 자랑하는 문화 중에 하나가 되었다. 24 cái uh, chữ cái thì có thể miêu tả tất cả những uh, có thể biểu hiện được tất cả cái âm lượng có được hầu hết ở trên thế giới, trên thế gian. Cho nên là cái chữ hang gần bây giờ những người Hàn Quốc

và để kỷ niệm à, và để kỷ niệm cái ngày tạo ra chữ hàn quốc của vua sejong thì đã chọn à, ngày đã chọn làm ngày à, kỷ niệm tiếng hàn hằng à vào ngày à, kỷ niệm tiếng hàn hằng gần à, kỷ niệm xích qua hằng Hàng năm cứ khi tới hội 대한 Và vào ngày lễ tiếng Hàn ấy thì à, làm lễ kỷ niệm, kỷ niệm ngày lễ tiếng Hàn và à, tổ chức các à, đại hội viết chữ tiếng Hàn rồi làm những cái triển lãm được mở những cái triển lãm à, chữ tiếng Hàn cho mọi người. Thì đấy là phần đọc hang Ngân qua hang Ngân là. thì chúng ta cái này chúng ta đọc và tìm hiểu thêm. tám bốn trang đến sư chúng ta hãy viết những cái câu này. chúng ta hãy sắp xếp những cái chữ này vào. sắp xếp những câu này theo trình tự của nội dung đoạn văn. 뒤로 뛰었나따 세종대왕이 한글을 만들어 판표한 것은 기념하기 위해 한글날이 되어있었다 그래 있잖아 세종대왕이 한글은 만들었지만 반대하는 학 학자들이 많이 있었다. 한글 한국, 한국 사람들은 오랫동안 한자를 사용했다. 배우기 쉽고 편리하고 한글은 사용하는 사람들이 점점 많아졌다. 그날 내다나다나라가 네. 소 so, 2. 한글에 대한 설명으로 맞는 것은 고르세요. 훈민정음은 여자와 어린이를 위해 만들었, 만들어졌다. 그러 훈민정음 은 남자분으로 제가 음학 공부다 한글은 24개의 근자로 글자로 세상의 다양한 소리를 표현할 수 있다.

À, tuy là hang gần là một cái ngôn ngữ dễ và ưu tú nhưng mà số lượng người sử dụng thì ngày càng giảm đi thì không đúng tất cả là ý số 2 là đúng số 3 y kure ông qua cửa sơn kuruseo hãy chọn cái đúng với nội dung của đoạn văn sử dụng theo ngân xe cần trà

tạo ra cái chữ tiếng Hàn ban bố cái việc tạo ra chữ tiếng Hàn của vua Sejong Chôm Hungary Mandrat Mandrat Chesunte khi mới mà sáng tạo sáng tạo ra chữ tiếng Hàn mô tên sao làm từ đi hăng cửa lên trốn gần ra ra cô xem các hết tà thì khi mới tạo ra chữ tiếng Hàn thì tất cả mọi người là suy nghĩ là đây là một chữ tiếng Hàn Cần à, tra tiếng Hàn tốt. thì không phải như thế, có rất nhiều người phản đối. Thì ý số 2 là ý đúng. Tiếp theo chúng ta có phần sư kỳ ở đây chúng ta có quê hương ở tôn Kimenmune ở Quê hương các bạn có những ngày kỷ niệm nào? Cư cho Những cái kỷ niệm đó là vì sao lại cái ngày kỷ niệm đó? thì tại sao lại à, tạo ra tạo ra tại sao lại tạo ra ngày kỷ niệm đó tiếp theo số 3 là cứ na cứ na khi nêm ha kỳ vì có cái lễ hội nào có cái lễ hội nào dành cho cái có lễ hội nào để kỷ niệm cái ngày đó không ạ à? thì các bạn viết vào đây à 소개하고 싶은 고향의 기념에 쓰세요. 이 đoạn trên chúng ta sẽ viết tóm tắt và đoạn dưới chúng ta sẽ viết thành đoạn văn. Và thực hành thì chúng ta có thể là thực hành là Kinemire Quichu Tewe Heboseo Ví dụ như là Hangul 왕 Wang cái Người, cái ông vua mà tạo ra chữ tiếng Hàn là ai? để xây dựng hoàng Muôn Hoa Sanchez, ở đây chúng ta có Thám qua các thần sơn mưu rớt Chúc ơn bạc thần cho kỳ Bạn đã từng nhận những món quà này bao giờ chưa? Khi nào thì tặng những món quà này Thì đây chúng ta có cái ngày thứ nhất là ngày 14 tháng 2 là ngày Valentine thì nữ tặng cho nam chocolate Ngày 14 tháng 3 Thì là Nam tặng cho nữ Sát thằng Thì đây là 오늘 White day in there 왜 Sát thằng ăn chúa? Tại sao là hôm nay ngày 14 tháng 3 mà không cho tôi kẹo 오늘 Black Black day nika 우리 짜장면이나 먹으러 가자

또 아닌데 빌렌타이데이 아닌데 왜 이렇게 초콜릿 과자가 많지? 오늘 빼빼로 데이거든. 빼빼로 데이거든. 오늘나이랑 아이 빼빼로. 허브 빼빼로. 허브나이 빼빼로. 허브이 빼빼로. 허브나이 빼빼로. n g thì người ta hay uh, uh, mua tặng nhau kẹo xốp, uh, uh, bọc cà phê, bọc sô-cô-la. Uh, Tiếp theo chúng ta có phần phát âm, thứ Đô sale Chúng ta nghe. <laughs> 들어보세요 1. 어린이 날에는 아이들에게 장난감을 사줘요. 2. 아이들과 같이 놀이공원에 갈 건데 같이 갈래요? 들어보세요 1. 어린이 날에는 아이들에게 장난감을 사줘요 2. 아이들과 같이 놀이공원에 갈건데 같이 갈래요? 여기주의해다 발음의 규칙 phát ờ, chim là n m n Ch, hay là là m thì kết thúc của động từ tính từ mà đằng sau nó là có tò trò cò thì những chữ đằng sau thì được phát âm căng đây chúng ta chú ý này phát âm căng và tiếp theo chúng ta có động từ tính từ mà có l hoặc là ư ở cuối thì đằng sau nó có phụ âm cờ, tờ, pờ, sò, trò. Thì tất cả những chữ đó được phát âm căng. Tương tự như thế này. Chural, chul al hal chun hal chun. tương tự như vậy thì chúng ta sẽ nghe chúng ta có quy tắc và bây giờ chúng ta sẽ nghe phần người ta đọc bên dưới nữa. 아래 글을 읽고 기억, 디귿, 비읍, 시옷, 지읒, 끄, 뜨, 쁘, 쯔로 발음해야 하는 곳을 찾아 모두 표시해 보세요. 지난 주말 친구들과 함께 놀이동산에 갔다 왔다. 놀이기구를 타고 도시락을 먹으면서 즐거운 시간을 보냈다. 그런데 신고 간 신발이 문제였다. 굽이 높은 신발을 신고 갔는데 발이 아파서 걷기가 힘들었다. 구두를 신지 말고 운동화를 신을 걸 그랬다. 그래도. 오랜만에 친구들과 즐거운 시간을 보낼 수 있어서 정말 행복했다. 아래 글을 읽고 기억 디귿, 비읍, 시옷, 지읒을 끄, 뜨, 뿌, 쓰, 쯔로 발음해야 하는 곳을 찾아 모두 표시해보세요. 지난 주말 친구들과 함께 놀이동산에 갔다 왔다. 놀이기구를 타고 도시락을 먹으면서 즐거운 시간을 보냈다. 그런데 신고 간 신발이 문제였다. 굽이 높은 신발을 신고 갔는데 발이 아파서 걷기가 힘들었다. 구두를 신지 말고 운동화를 신을 걸 그랬다. 그래도 오랜만에 친구들과 즐거운 시간을 보낼 수 있어서 정말 행복했다. Và bài số 9 trong phần 3A chúng ta kết thúc ở tại đây. Ở bài này chúng ta sẽ xem lại phần nội dung của bài. Đó là học về kỷ niệm và cái chúng ta học là N ưu đơn vi Động từ đi với A chi Tính từ đi với N ưu. Tê tố phun khu N. Thế số. Đây là dành cho trên là để cái dưới là dành cho và cái kia là dù mặc dù nhưng và chúng ta học rất nhiều cái nội dung ví dụ như là ngày kỷ niệm lấy tiếng hàn này rồi khi mà chúng ta học phát biểu này và đến đây trong phần 3 chúng ta kết thúc kết thúc bài số 9 của phần 3A và chúng ta hãy hát một bài hát cho phần 3 này Xin chào các bạn và hẹn gặp lại